Con kính lễ sư ạ. À. Dạ dạ xin chào các vị. Con kính lĩnh lễ sư. Dạ vâng ạ. Con kính lĩnh lễ sư. Sư ạ. Dạ, dạ. Dạ con xin kính lĩnh lễ sư ạ. À. Con xin kính lĩnh lễ sư ạ. À. Xin chào cả nhà. Dạ dạ chào các vị. Kính lĩnh lễ sư ạ. À. Dạ chúng ta bắt đầu buổi học. Xin trả lời trước hết trả lời cái câu hỏi của thì học viên hình như là Minh Lan, vị này hỏi rằng là tại sao mà hai cái tâm sở hôn thần và thị niên lại là cái tâm sở bất định, trong khi chúng được định nghĩa là luôn luôn phối hợp với cái tâm bất thiện hỗ trợ. Ở đây tôi xin nói rõ thêm rằng là hai cái sở hữu hôn thần á, là nếu nó chỉ có, nếu mà nó có mặt thì chỉ có mặt ở trong cái năm cái tâm hữu trợ, chứ không phải là luôn luôn có mặt ở trong tâm hữu trợ. Nhưng mà nếu nó có mặt là nó có mặt ở trong cái tâm bất thiện hữu trợ. Và cái này tôi xin nhắc lại, chứ không phải là luôn luôn cái tâm bất thiện hữu trợ là nó có mặt, cho nên là nó là bất định. Là một cái câu hỏi thứ hai cũng cô Phật tử Minh Lan, không biết rằng cô Minh Lan có ở trong phòng không? Dạ thưa sư con có ạ. Dạ. Cô hỏi rằng là cái tâm đại tốt là cái tâm sắc trừ hoàn toàn các cái phiền não, tức là cả hai cái khía cạnh của giới phần. Tại sao trong đại tốt lại tâm đại tốt lại không có sở hữu giới phần? Thưa cô, là do vì cái giới phần á là để ngăn trừ phiền não hoặc là sát trừ phiền não, mà do vì cái tâm đại tố là tâm của vị A La Hán, tức là cái tâm không còn phiền não, cho nên không cần phải kiêng tránh, và do vì cũng không còn phiền não cho nên cái tâm đại tố cũng không làm cái công việc sát trừ phiền não. Nó giống như là một người mà giống như là một người đã miễn nhiễm cái bệnh nào đó, thì người đó không cần phải phòng ngừa cái bệnh đó, do vì người đó đã miễn nhiễm. Và thứ hai nữa là do vì không có bệnh cho nên là không có điều trị, thì giống như là đối với vị A-la-hán là do vì các ngài không còn cái phiền não cho nên các ngài không cần phải có cái giới phần để mà làm cái công việc là kiêng tránh các cái ác nghiệp, và các ngài cũng không cần phải dùng giới phần để sát trừ phiền não, tại vì phiền não không còn để sát trừ. Thì nhân đây thì tôi cũng xin nói thêm, tôi cũng xin nói thêm về các cái sở hữu bất định. Thật ra đó thì do vì cái lớp học của chúng ta là cái lớp học khái lược, cho nên một số phần mà tôi nghĩ rằng là các vị có thể hiểu trong cái khoảng thời gian học sau này, hoặc là các vị có thể tìm đọc ở đâu đó, cho nên tôi lược bớt. Tuy nhiên đó thì đôi khi mà lược nhiều thì nó cũng có cảm giác rằng nó bị thiếu, nhưng mà đi chi tiết quá thì đôi khi các vị cũng ngán, cho nên tôi cũng cố gắng tôi giữ ở trong một cái chừng mực. Thì do vì cái câu hỏi của cô Minh Lan thì tôi cũng xin lặp lại cái trường hợp của các cái sở hữu bất định. Sở hữu bất định đầu tiên thì chúng ta có cái trong cái tham phần á, thì chúng ta có cái ngã mạn, rồi trong sân phần á, thì chúng ta có sân tật lận hối, rồi hôn phần, cả hai cái hôn phần, đó là cái bốn cái sáu cái sở hữu bất thiện. Rồi kế đến đó là ba giới phần và hai vô lượng phần, là năm cái sở hữu tịnh hảo, thì 11 cái sở hữu này là cái sở hữu bất định. Bất định đó, tức là trong một cái tâm mà cái sở hữu này có thể có mặt, tuy nhiên là không phải là luôn luôn là có mặt, tức là tùy theo cái tâm trạng mà có thể có thôi, cho nên gọi là bất định. Và ở đây nó có một vài cái chi tiết, do vì
có câu hỏi cho nên học cũng như là một số vị học viên thắc mắc hoặc hỏi tôi thì sẵn tôi nói thêm cái phần này. Ví dụ giống như là bây giờ chúng ta đơn cử là cái tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, và cái tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, thì khi mình cái tâm tham này sanh lên á, thì nó có nhiều cái trường hợp. Thứ nhất á, là nó chỉ có 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, và hẳn nhiên là có cái sở hữu tham, bởi vì chính là cái sở hữu tham cho nên cái tâm nó mới gọi là tâm tham. Rồi 13 tự tha, 4 si phần và sở hữu tham. Hoài nghi thì tất nhiên là không có. Dạ. Sân phần thì cũng tất nhiên là không có. Như vậy thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế này. Thứ nhất là khi cái tâm tham này sanh khởi thì có thể là chỉ có 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần và 1 sở hữu tham. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là 13 sở hữu tợ tha cộng 4 si phần sở hữu tham và thêm ngã mạn. Trường hợp thứ ba là 13 sở hữu tợ tha cộng 4 si phần và sở hữu tham. Đó là cái chắc chắn 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, 4 si phần, rồi tham. Và đương nhiên là những cái thành phần bắt buộc phải có trong cái tâm tham này. Thì khi này á, là một là chỉ dừng lại ở đây, hai đó là cộng thêm ngã mạn, hoặc là trường hợp thứ ba là có ngã mạn và hôn phần. Trường hợp thứ tư là chỉ có 13 sở hữu tự tha, 4 si phần tham và hôn phần là không, và không có ngã mạn. Và hôn phần ở đây thì gồm có hôn trầm và thủy miên. Thì cái cặp sở hữu hôn trầm thị miên này á, thì chúng ta nhớ khi mà có mặt á, thì lại là có, luôn luôn là có cả hai chứ không có một. Tức là có hôn trầm thì có thị miên, mà có thị miên thì không thì luôn có hôn trầm. Thì như vậy là cái trường hợp mà cái tâm tham thọ hỷ mà đi tà hữu trợ đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái trường hợp như vậy. Rồi cái đối với cái sân phần, trước hết đó là ba cái tật lận hối, ba cái sở hữu bất định của sân phần là tật lận đối với cái ba sở hữu này. Chúng ta lấy ví dụ giống như là bây giờ chúng ta có cái tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ mà hữu trợ là tâm này. Thì khi một tâm sân sanh lên á, tâm sân thọ ưu với thọ ưu, thì do vậy là chúng ta trừ hỷ, như vậy là có 12 tự tha, 12 tự tha. Đây chúng ta nói tâm sân. Thì trường hợp đầu tiên á, thì nó có 12. Trường hợp đầu tiên là có 12 cái 12 tợ tha. Si phần đương nhiên là phải có, là si phần. 4 sở hữu si phần bắt buộc phải có. Và là tâm sân cho nên tất nhiên phải có sở hữu sân. Sở hữu sân. Rồi. Nó có cái trường hợp là một tâm tha, tâm sân sanh khởi, tâm ở đây chúng ta đang ví dụ như là tâm sân thọ ưu
À, phẫn nộ. Hỗ trợ. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên, là một cái tâm sân sanh lên. Tâm sân sanh lên thì khi này là nó mười có 12 cái tợ tha, si phần và sở hữu sân, nó chỉ tới đây thôi, nhưng mà nó vẫn là hỗ trợ. Nếu đó là cái tâm mà nó sanh lên một cách yếu ớt do một cái động lực nào đó thúc đẩy thì nó mới có. Trường hợp thứ hai là cũng giống như ở trên, và cũng giống như trên, tại vì phần này là bắt buộc, và nó giống như là trên này, là tức là 12 tợ tha, si phần và sân. Thì trường hợp thứ hai đó thì nó cộng thêm cái hôn phần. Rồi cái trường hợp thứ 3, 4, 5 là nó giống như là các, nó giống như là trường hợp trên này, mà nó sẽ cộng một trong ba cái tật lận hối, và ba cái tật lận hối này nó có mặt riêng lẻ chứ không có chung. Tức là khi nào mà có tật thì khi đó không có lận, khi nào có lận thì không có hối. Như vậy thì nó có cái trường hợp thứ ba, thứ tư, thứ năm, tức là nó sanh lên 13 tợ tha, si phần sân, và cộng một trong ba cái sở hữu này. Rồi cái trường hợp cuối cùng là 13 tợ tha cộng si phần cộng sân, tôi ghi lại là 12 tợ tha cộng với si phần cộng sân cộng một trong ba tật vận hối, một trong ba tật lận hối, phải cộng thêm hai hôn phần. Đó, cái sở hữu bất định của cái sân phần. Rồi đối với cái giới phần. Cái giới phần á, tuy rằng gọi là cái giới phần thuộc về cái sở hữu bất định, nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm rằng là cái sở hữu giới phần á, là bất định đối với trong tâm đại thiện. Và đối với cái tâm đại thiện này là bất định, nhưng mà đối với trong cái tâm siêu thế này á, là nhất định. Tức là tâm siêu thế nào sanh lên á, thì cũng phải có giới phần, nhưng mà riêng đối với cái đại thiện á, thì chỉ khi nào chúng ta giữ giới, giống như là chúng ta kiên tránh cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, thì khi đó mới có giới phần. Còn nếu mà một người mà làm các cái việc thiện khác như là bố thí hay tính pháp vân vân thì khi đó là không có giới phần. Như vậy thì ở trong cái giới phần này chúng ta hiểu, mặc dù là kể là bất định, là do vì có cái yếu tố là có tám đại thiện này cho nên được kể vào bất định, nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm rằng là cái ba giới phần này đối với siêu thế lại là nhất định. Và cái ba giới phần này thì khi hợp ở trong cái tâm, trong các cái tâm đại thiện, mình đừng có ngủ dậy, mình chân này mà cái đầu đây cô cao ngủ không? Dạ được, mình quay cái đầu vô đây, cái chân ngoài này là được. Dạ, ngủ vậy nó rộng hơn, nó ngủ vậy nó chó. Dạ, mình quay cái đầu vô tường này, cái chân mình ra là nó sẽ rộng hơn. Đó là cứ người một cái cho các vị hoan hỷ chờ tôi chút. À thì tôi em
Thì tôi nhắc lại đó là cái trường hợp của giới phần á, là khi mà hợp ở trong cái tâm đại thiện á, thì có mặt một cách riêng lẻ và bất định. Riêng lẻ đó, tức là khi mà có chánh ngữ á, thì không có chánh nghiệp chánh mạng, và khi mà có chánh nghiệp á, thì không có chánh ngữ và chánh mạng, tương tự là không có chánh mạng thì không có chánh ngữ chánh nghiệp. Đó là có mặt riêng lẻ. Riêng lẻ và bất định. Bất định là vì khi tập đại thiện nó làm các việc khác không nhằm mục đích để kiên tránh các cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp đó, thì khi đó không có giới phần. Còn đối với cái tâm siêu thế đó, thì cái sở hữu giới phần này có mặt một cách nhất định, là khi nào có tâm siêu thế thì luôn luôn có cái giới phần, và có mặt chung chứ không có riêng. Tức là cả ba giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì là luôn luôn có mặt, cùng có mặt chứ không có riêng lẻ, giống như là trường hợp của cái tâm đại thiện. Là do vì khi mà chúng ta làm việc bằng cái tâm đại thiện đó, thì cái đối tượng mà để đối tượng cho cái tâm khi mà chúng ta tu tập về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì cái đối tượng khác nhau. Chẳng hạn giống như là vị đó nghĩ đến cái việc đó là mình phải kiên tránh về cái tu tập đối với chánh ngữ, thì kiên tránh cái khẩu ác nghiệp, thì khi đó nó cái cảnh nó khác với một người đang nghĩ đến cái thân ác nghiệp. Nhưng mà đối với cái tâm siêu thế đó, là cái vai trò của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là vai trò của giới phần đó là cái việc sát trừ phiền não. Và do đó là cả ba giới phần này hiệp lực cùng với năm cái chi đạo khác trở thành bát chi đạo hay là bát chánh đạo đó, để là sát trừ phiền não. Ở đây chúng ta tạm ví dụ rằng là giống như là khi mà nói về cái công, chúng ta tạm ví dụ giống như là chúng ta nói đến cái tội phạm là cái tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng, như là ba người tội phạm, mà do vì những cái tội trạng đó nó khác nhau, cho nên những người này họ làm việc khác nhau chứ không có làm chung. Và giống như là một người đó thì phạm cái luật này, người kia phạm cái luật kia, và do vì cái tội trạng khác nhau cho nên họ thực hiện đó, thì họ thực hiện riêng. Nhưng mà đến khi xử tội đó thì hoàn toàn có thể là bị xử chung. Thì nó cũng giống như là cái phiền não như vậy đó. Khi mà nhắm đến cái đối tượng kiên tránh đó, thì từ cái đối tượng một là khẩu khác, thân khác, nhưng mà khi mà diệt sát trừ đó thì hoàn toàn là có thể sát trừ chung. Chính vì cái lý do này mà cái ba cái giới phận đó, là đối với cái tâm siêu thế đó, là vừa có mặt một cách nhất định và đồng thời là cũng có mặt chung chứ không riêng lẻ, giống như cái tâm đại thiện. Thì cái phần này cũng giống như là nói thêm thôi, vị nào nhớ được thì tốt, còn không nhớ được thì sau này chúng ta học các cái phần trên thì chúng ta cũng sẽ nhớ lại. Rồi cái vô lượng phần á, vô lượng phần đó thì trường hợp của vô lượng phần thì cái vô lượng phần khác với cái hôn phần ở chỗ là cái hôn phần mà khi mà có mặt ở trong tâm nào đó thì có mặt cả hai, tức là có hôn trầm thì luôn luôn có thủy miên, có thủy miên luôn luôn có hôn trầm. Còn đối với vô lượng phần đó thì khi mà có mặt thì chỉ có mặt một trong hai, tức là có bi thì không có tùy hỷ, và có tùy hỷ thì không có bi, bởi vì hai cái đối tượng khác nhau. Bi là cái đối tượng là chúng sinh đang khổ, và cái tùy hỷ là cái đối tượng chúng sinh đang vui. Do vì hai cái cảnh khác nhau cho nên khi có tâm bi thì không có tâm hỷ, khi có không có tâm hỷ và thì không có tâm bi. Và nếu trong trường hợp đối với cái tâm đại thiện á, thì chúng ta thấy rằng là tâm đại thiện có thể là có giới phần, có thể là có vô lượng phần. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ thêm rằng là trong năm cái sở hữu này thì khi có mặt ở trong tâm thiện á, thì có mặt đơn lẻ, tức là giới phần cũng đơn lẻ mà vô lượng phần cũng đơn lẻ. Như vậy thì một cái tâm đại thiện á, nếu có cộng thêm giới phần và vô lượng phần á, thì trên thực tế khi một tâm xâm lên thì chỉ có thể có mặt một trong năm cái sở hữu này thôi, chứ không có thể nào mà có mặt hơn cái số lượng được. Tức là không có thể nào mà có mặt là
là trong đó có hôn phần, có giới phần được, mà chỉ trong năm cái sở hữu này á, thì khi có mặt, nếu có thì chỉ có một một trong năm. Đó là những cái phần nói thêm về cái sở hữu bất định. Ở đây cũng nói thêm thôi, vị nào có ghi được thì ghi. Rồi bài học ngày hôm nay á, chúng ta học cái phần cái phần này gọi là cái phần tập yếu hiệp. Cái phần tập yếu hiệp này á, tức là cái cách mà chúng ta phân loại các pháp theo một cái theo những cái khía cạnh trọng yếu riêng. Chữ yếu á có nghĩa là quan trọng. Ví dụ như chúng ta nói yếu nhân đó là một người quan trọng. Dạ. Cái yếu điểm là cái điểm quan trọng. Chữ yếu đây là chữ yếu của chữ Hán chứ không phải chữ Việt. Dạ. Cho nên có nhiều người lẫn lộn là cái điểm yếu với yếu điểm. Cái yếu điểm là điểm điểm quan trọng, điểm mạnh, còn cái điểm yếu tức là nhược điểm. Rồi. Thì cái phần tập yếu hiệp này đó là chúng ta sẽ học các pháp đó, được phân loại theo một cái khía cạnh, theo một cái tiêu chí một cái tiêu chí quan trọng nào đó, thì được gọi là cái tập yếu hiệp. Và những cái phần này đó là những cái phần căn bản để chúng ta học tiếp cái phần sau, tức là cái phần lộ trình tâm. Và một trong những cái phần mà chúng ta đã nhắc đến đó, đó là cái thọ yếu hiệp. Chúng ta đã có đề cập đến cái thọ yếu hiệp. Cái phần này nói sơ thôi. Thọ yếu hiệp đó, tức là các cái tâm được phân theo thành cảm thọ. Và thật ra thì nói về cái cảm thọ, nó có nhiều cái cách phân loại, phân làm hai, phân làm ba, phân làm năm, hay là phân, thậm chí là phân thành 108 luôn, cả tám và một nhiều loại, rất là nhiều loại ở trong kinh. Nhưng mà ở trong cái vi diệu pháp đó, thì cách phân loại phổ biến nhất đó, đó là chúng ta học phân loại thành năm. Năm tức là thọ hỷ đó, cái phần này chúng ta học rồi. Hỷ ưu xả, rồi khổ lạc đó, họ phần năm. Thì ở trong những cái lớp học mà thường thường là những cái lớp học cho chư tăng trong một cái thời gian mà cái thời gian khóa học dài á, thì chư tăng cũng có thực tập, nhất là đặc biệt là các cái lớp các cái xứ Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, thì học là trong 121 tâm đó, thì có bao nhiêu tâm thuộc về xả, bao nhiêu tâm thuộc về hỷ, bao nhiêu tâm ưu, rồi bao nhiêu tâm họ lạc, và có cái bài thực tập đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ nhắc sơ qua thôi, thì các vị nhìn ở trên cái biểu đồ vi diệu pháp, một cái tâm nào màu đỏ đó là cái tâm đó thọ hỷ, chỉ trừ có 10-11 tâm tứ thiền. Xin lỗi, thọ hỷ không có trừ tứ thiền, mà cái sở hữu hỷ mới trừ tứ thiền. Như vậy thì cái tâm nào màu đỏ đó thì cái tâm đó đều là thọ hỷ, rồi xanh là màu thọ xả, rồi thọ ưu là hai tâm sân và khổ, thọ lạc là thân thích thọ khổ. Đó là một cái cách mà nói về cái thọ yếu hiệp. Cái thứ hai, cái yếu hiệp thứ hai đó là cái nhân yếu hiệp.
cái nhân yếu hiệp ở đây á, sở dĩ mà nhân nó được đề cập đến á, bởi vì đây là một cái chi tiết quan trọng. Cái nhân chữ Pali là chữ hê tú, mà chữ hê tú ở đây nó không có chỉ nghĩa là cái nguyên nhân không, mà nó là cái căn rễ, cái gốc rễ. Cái gốc rễ của thiện thì gọi là cái nhân thiện, mà cái gốc rễ của bất thiện thì gọi là cái nhân bất thiện. Thì khi mà học nhân thì chúng ta có cái là phân, chẳng hạn giống như chúng ta có phân theo cái phân theo tâm, thì có tâm vô nhân và cái tâm hữu nhân. Tâm vô nhân tức là cái tâm là nó không có nhân nào hết. Còn cái tâm hữu nhân đó thì cái tâm đó có thể có cái nhân bất thiện hoặc là cái nhân thiện hoặc là nhân vô ký. Thì nhân thì chúng ta gồm có, nói hẹp thì có 6 nhân. Tức là tham sân si. Tham sân si và vô tham, vô sân và vô si. Ở đây cũng nhắc lại, hôm trước có một vị học viên hỏi rằng là tại sao, xin lỗi, chữ vô si không phải si. Có vị học viên hỏi rằng là tại sao mà gọi là vô si, tại không mà gọi không gọi là trí tuệ. Thì do vì gọi là vô si là để nhất quán với các tên gọi tham sân si, là vô tham, vô sân và vô si. Chứ nếu mà chúng ta gọi trí tuệ đó thì thấy nó không có, nó cũng đúng chứ không phải là sai, nhưng mà do vì chúng ta đang kể cái tham sân si cho nên chúng ta dùng cái vô tham, vô sân và vô si. Thì những cái sở hữu này được xem như là cái căn để của các pháp. Và ở đây chúng ta để chúng ta xin lưu ý là ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si này nó được chia làm hai, là thiện và vô ký. Thiện và vô ký. Thì do vì cái vô tham, vô sân, vô si này được chia làm hai, có thiện và vô ký. Khi vô tham, vô sân, vô si có mặt ở trong tâm thiện đó, thì khi đó gọi là ba nhân thiện. Và khi ba cái nhân này mà có mặt ở trong tâm vô ký, nó gọi là nhân vô ký. Như vậy là tham sân si đó là ba nhân của bất thiện, mà vô tham, vô sân, vô si đó thì có là vô tham, vô sân, vô si thuộc về thiện, và vô tham, vô si thuộc về vô ký. Cho nên tất cả nếu mà tính đầy đủ đó thì có 9 nhân. Và cái phần nhất là ở trong cái phần về học về duyên hệ đó thì nhân luôn luôn là kể 9, nhưng mà ở trong một số trường hợp khác đó, thì nhân là kể 6 thôi, bởi vì cái đặc tính của cái vô tham, vô sân, vô si ở trong thiện và vô ký đó, thì nó cũng giống nhau, cho nên người ta kể thành 6. Đây gọi là cái nhân yếu hiệp. Bây giờ cái bài học chính ngày hôm nay đó, chúng ta học tiếp thêm một cái phần yếu hiệp. Phần này thì dài và cần phải nói rõ. Chúng ta có cái gọi là cái sự yếu hiệp. Bậc yếu hiệp là phần chính. Ở đây chúng ta có cái sự yếu hiệp. Đó là kích chạm sang cả hai. Sự yếu hiệp. Sự ở đây á, có nghĩa là cái việc làm. Và cái sự yếu hiệp á, tức là cái sự phân loại tâm theo công việc làm của tâm. Theo việc làm của tâm gọi là sự yếu hiệp. Và tâm á, có tất cả là 14 sự. 14 sự hay là việc làm nha, chữ sự chúng ta dịch là việc làm là dễ hiểu. Hay công việc, tâm có 14 sự, tức là 14 việc làm của tâm. Thì cái việc đầu tiên á, 14 sự việc đầu tiên á,
là nó làm cái việc gọi là cái việc tục sinh. Bát thí sanh thì cái chát. Từ đây trở xuống là tôi gọi việc cho nó dễ, cho dễ nhớ hơn, do có bị quen thuộc hơn, chúng ta nói sự tục sinh thì cũng được, nhưng mà nói về công việc tục sinh nó là nó dễ hiểu hơn. Chữ bát thí sanh thí là nói, chữ là nối tiếp, và chữ tục á thì cũng, chữ Hán cũng có nghĩa là nối tiếp. Chữ tục sinh á có nghĩa là cái tâm mà nối tiếp từ cái đời sống này sang cái đời sống khác á, thì gọi là tâm tục sinh. Giả sử giống như ở đây là kiếp quá khứ. Quá khứ đây là kiếp hiện tại. Đây là vị lai. Thì khi nói cái tâm tục sinh á, không phải là cái tâm ở cái gạch nối giữa hai cái đời sống, mà cái tâm tục sinh á, là cái tâm bắt đầu một kiếp sống mới. Theo ví dụ pháp đó, là giữa cái tâm tử và cái tâm tục sinh á, nó kế liền nhau, cũng giống như là các cái tâm khác ở trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Ví dụ giống như là ở trong từng giây phút, cái tâm của chúng ta nó tiếp nối như, liên tục như thế nào, nó không có cái dài, cũng không có bị gián đoạn bởi một cái thời gian nào hết, thì cái tâm tục, tâm tử của đời sống quá khứ, của đời sống quá khứ á, đây tâm tử, tâm tử gọi là, hay là cái tâm cuối cùng, à, cái tâm cuối cùng của cái đời sống quá khứ trước á, và cái tâm tục sinh hay là cái tâm đầu tiên của đời sống mới, thì kế liền nhau. Và do vì cái tâm này nó sát với, kế liền với cái tâm tử, cho nên là nó có cái tên gọi là cái tâm tục sinh, tức là nối tiếp theo một, nối tiếp theo cái đời sống mới. Nhưng mà nối tiếp đây chúng ta phải hiểu rằng là nó bắt đầu một cái kiếp sống mới. Và khi mà bắt đầu một cái kiếp sống mới đó, cái tâm này á, nó luôn là cái tâm quả. Nó là luôn luôn là cái tâm quả của các cái tâm thiện hay là bất thiện ở trong đời quá khứ. Chẳng hạn giống như là đời quá khứ một chúng sinh nào đó tạo các cái thiện nghiệp, thì các cái thiện nghiệp đó nó cho rất là nhiều cái tâm quả thiện. Rồi ngược lại, nếu một chúng sinh nào đó tạo nhiều cái việc ác, thì cái việc, cái ác nghiệp đó nó cho rất là nhiều cái tâm quả bất thiện. Và tùy theo cái phước nghiệp của mỗi chúng sinh mà có một cái cảnh giới, có một cái cảnh giới kế tiếp tương ứng với các cái thiện ác đó. Và nếu là cái cảnh vui đó, thì nó sẽ là cái tâm quả của cái tâm quả của các cái tâm thiện. Còn nếu là cái cảnh khổ đó, nó là cái quả của cái tâm bất thiện. Thì ở trong ví dụ pháp có nói đến cái 10, tất cả đó là 19 tâm. 19 tâm tạo ra cái quả, 19 tâm làm cái việc tái tục. Đó là hai cái tâm quan sát, thọ xả. 8 đại quả, 5 quả sắc giới và 4 quả vô sắc.
mười tất cả là 19 tâm. 19 tâm tái tục. Tâm làm việc tái tục. Tức là cái tâm mà khởi đầu kiếp sống cho một chúng sinh đó là chỉ nằm trong một trong 19 cái tâm này. Rồi ở đây nhắc lại là hôm trước có một vị Phật tử hỏi rằng là một người, tại sao gọi là một người vô nhân, người dị nhân hay là người tam nhân? Thì khi đó tôi chỉ trả lời qua loa thôi, tại vì ở trong cái phần này đó thì chúng ta sẽ học rõ hơn. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy là ở đây có hai cái tâm quan sát thọ xả, một cái là quả thiện và cái quả bất thiện. Và hai cái tâm quan sát này thuộc về nó không có nhân, gọi là vô nhân. Yeah. Còn tám tâm đại quả này đó, thì trong đó là có bốn tâm hợp trí và bốn tâm ly trí. Bốn tâm hợp trí đó thì nó có đủ ba nhân, là nhân vô tham, vô sân và vô si. Cho nên cái tâm tái tục mà hợp trí đó, đại quả hợp trí đó thì gọi là tâm tam nhân. Rồi bốn cái tâm đại quả còn lại đó, ly trí, vì là ly trí cho nên chỉ có cái vô tham vô sân, thiếu cái nhân vô si, tức là trí tuệ. Cho nên những người này gọi là những người nhị nhân. Năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc đó, là cũng là những cái tâm hợp trí. Do vậy đó là chính cái tâm quả đáo đại này đó cũng được gọi là người tâm nhân. Như vậy thì một chúng sinh nào mà bắt đầu kiếp sống bằng cái tâm vô nhân thì gọi là người vô nhân. Bắt đầu cái kiếp sống bằng cái tâm nhị nhân gọi là người nhị nhân. Bắt đầu kiếp sống bằng tâm tam nhân gọi là cái tâm tam nhân. Thì cái phần người này á, thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở trong cái phần khi chúng ta học về người cõi. Thì ở đây do vì chúng ta chỉ có đề cập liên quan là do vì đây là cái tâm tục sinh. Thì trở lại cái tâm mà làm được việc tục sinh á, thì gồm có 19 tâm. 19 tâm là hai tâm quan sát. Tôi ghi vậy cho nó rõ. Có 19 tâm. Là hai quan sát xả thọ. Tám đại quả hiệp thế, tám đại quả. Và chín quả đáo đại. Thì đây đó, trường hợp đối với một người chứng thiền, chẳng hạn giống như là sơ thiền, do vì sơ thiền nó cho ra sơ quả, nhị thiền, nhị quả, tam thiền, tam quả với cái quả tương ứng. Tương tự đối với vô sắc cũng vậy, là không vô biên xứ thì cho cái quả không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thì tưởng vi tưởng xứ, để cho cái quả tương ứng. Và do đó các vị phạm thiên là tùy theo cái tầng thiền mà mình chứng mà bị đó sẽ tái tục. Bằng nếu mà cõi sơ thiền thì cái tâm đầu tiên của cõi trời phạm thiên là tâm sơ thiền. Người mà chứng nhị thiền thì cái tâm đầu tiên của kiếp sống phạm thiên đó thì cái tâm quả nhị thiền, vân vân. Trở lại đó thì trong 14 việc làm của tâm thì việc làm đầu tiên là làm cái việc tái tục cho chúng sinh trong một kiếp sống. Thì có 19 tâm làm cái công việc tái tục này. Rồi cái thứ hai là cái việc hộ kiếp.
hay hữu phần. Cái chữ phá quan gá được dịch là hộ kiếp hay hữu phần. Mà cái hai chữ này chữ nào dịch cũng hay hết. Cái chữ phá quá đó nó có nghĩa là một cái sanh hữu hay là cái kiếp sống, và ăn gá tức là một cái chi phần hay là một cái yếu tố hay là một cái dấu hiệu. Thì nếu mà nói theo chữ á, thì chữ phá quá dịch là hữu, ăn gá dịch là phần á, thì chữ hữu phần á, thì dịch sát hơn là cái chữ hộ kiếp. Còn cái chữ hộ kiếp tức là do vì khi một chúng sinh á, bắt đầu kiếp sống mới. Dạ, ở đây chúng tôi nói kiếp sống mới nè. Thì khi đó cái tâm đầu tiên, và giả sử như là ví dụ như mỗi chấm này là một tâm, và mỗi chấm này là một tâm, thì cái tâm đầu tiên á, cái tâm đầu tiên á gọi là tâm tái tục, và cái tâm thứ hai trở đi đó cũng cùng loại tâm này. Nhưng mà cái tâm thứ hai trở đi, trở đi gọi là cái tâm hộ kiếp. Và cái tâm cuối cùng của đời sống, đây là tâm cuối cùng. Tâm cuối cùng gọi là tâm tử. Thì ở đây chúng ta nói cái việc hậu kiếp á, là chúng ta nói luôn đến cái công việc thứ hai là cái công việc làm việc tử. Tại sao như vậy? Bởi vì cái tâm tái tục, tâm hậu kiếp và tâm tử á, là cùng một loại tâm. Tức là khi một cái tâm bắt đầu kiếp sống á, là cái tâm nào, thì trong thời bình nhật của chúng sinh đó, đó là cũng là cái tâm đó, nó sanh đi sanh lại liên tục. Và cái tâm cuối cùng của đời sống đó nó cũng cùng loại tâm, chứ không phải là tâm đó, mà nó cùng loại tâm đó. Là cái tâm khi tâm tái tục nó vừa sanh lên rồi ngay lập tức nó diệt tới cái tâm thứ hai, tâm thứ ba, thứ tư cho đến vô số, rồi cái tâm cuối cùng á, là cũng cùng loại tâm với cái tâm mà bắt đầu kiếp sống. Lấy ví dụ chẳng hạn giống như là một chúng sinh tái sinh bằng cái tâm quả đại thiện thọ hỷ, tái sinh bằng cái tâm quả đại thiện thọ hỷ, tâm quả đại thiện thọ hỷ hợp trí, hợp trí vô trợ. Thì nếu cái tâm tái tục là tâm quả đại thiện họ hỷ hợp trí vô trợ, thì cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm hữu phần á, là cũng là cái tâm quả đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Và cái tâm tử tức là cái tâm cuối cùng của kiếp sống đó, đó cũng là tâm quả đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nhưng mà những cái tâm này nó sanh diệt liên tục, chứ không phải là một tâm nó kéo dài cả một cái đời sống, mà đó là những cái tâm này nó sanh lên liên tục như là một cái dòng điện hay là một cái dòng nước chảy liên tục, chứ không phải là một. Chúng ta nhớ là một cái câu nổi tiếng của một nhà triết học Hy Lạp ngày xưa, ông nói rằng là người ta không có thể tắm hai lần trên một dòng sông, là bởi vì cái dòng nước ngày hôm qua và ngày hôm nay nó không phải là một nữa, mặc dù nó nối tiếp với nhau liên tục. Chúng ta nhìn thì nó giống như là một như vậy, nhưng mà thật ra thì cái dòng nước đó nó đã khác. Thì cái tâm cũng vậy, cái tâm nó được sanh diệt liên tục nối tiếp với nhau. Thì trở lại cái việc hậu kiếp là như thế nào? Cái việc hậu kiếp á, hay là hữu phần á, chúng tôi ví dụ giống như là cái phone của chúng ta thường dùng, và
cái phone đó khi mà mình không không có dùng tới, nhưng mà mình không có tắt cái nguồn, tức là điện nó vẫn còn. Và khi mà chúng ta không dùng đó, nhưng mà không phải là cái phone đó, nó không phải là cái phone nó ngừng hoạt động hoàn toàn, mà nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái sẵn sàng. Tức là khi mà có cuộc gọi đến hay có các cái thông báo đó, thì lập tức là cái màn hình nó bật lên và cái màn hình bật sáng. Nhưng mà khi mà chúng ta không có dùng thì cái phone đó nó vẫn có điện ở trong cái phone đó, nhưng mà nó không có cái cảnh ở bên ngoài chi phối. Thì cái tâm hộ kiếp đó, nó giống như là một cái dòng điện, mà cái dòng điện đi vào trong cái máy nào đó, và khi đó cái máy đó nó không có hoạt động, nhưng mà điện nó luôn luôn là nó sẵn sàng. Thì do vậy gọi là cái tâm hộ kiếp á, có nghĩa là cái tâm duy trì kiếp sống. Tức là không có cái trong cái đời sống của một chúng sinh, từ khi mà bắt đầu cái tâm đầu tiên là cái tâm tái tục, cho đến khi mà chúng sinh đó mệnh chung, thì không có cái giai đoạn nào mà không có tâm hết, cái tâm nối liên tục để nó giữ gìn cái sự sống. Chỉ trừ một cái trường hợp duy nhất là đối với trường hợp của một vị nhập thiền diệt, đó là vị A-la-hán nhập thiền diệt. Chúng này, cái phần này chúng ta học sau, thì trong khoảng thời gian đó là không có tâm. Còn đối với một chúng sinh thường á, thì luôn luôn là có tâm. Và cái tâm hộ kiếp á, là ở trong cái thời Bình Nhật á, thì cái tâm này nó được gọi là cái tâm chủ. Cái tâm chủ tức là một cái tâm mà nó duy trì cái tâm thức của chúng sinh. Và cái tâm này nó không làm việc, và nó chỉ có cái vai trò là nó duy trì để cho cái dòng tâm thức đó nó không có bị gián đoạn. Nó giống như là cái phone của chúng ta không có dùng, nhưng mà chúng ta không có tắt nguồn, vẫn còn ở máy, mặc dù màn hình nó tắt chúng ta không dùng, nó giống như là cái phone hết pin. Nhưng mà khi mà có cái gì đó thì lập tức cái phone nó có thể nó làm việc. Thì cái tâm hộ kiếp nó cũng giống như là cái dòng điện đi vào cái phone như vậy. Cho nên là cũng có bị nó dịch là hộ kiếp, tức là cái tâm mà nó duy trì cái đời sống, hay là hữu phần, tức là đó là một cái dấu hiệu, cái dấu hiệu của sự sống, gọi là hữu phần. Thì cái biểu hiện của tâm hộ kiếp hay là hữu phần đó, trong khi nào? Đó là những khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta nó không có bắt cái cảnh bên ngoài. Đó là khi một chúng sinh bị giống như là một người bị hôn, đang trong cái lúc hôn mê, hay là đang trong cái lúc ngủ không có chiêm bao, hoặc là ở trong cái đời sống bình nhật hàng ngày đó, thì cái tâm hộ kiếp đó là nó xen kẽ với các cái tâm mà khác. Nhưng mà do vì đó, cái thời gian sanh diệt với tâm nó nhanh vô cùng, cho nên là khi mà chúng ta còn thức, chúng ta bắt cảnh đó, thì chúng ta không có thấy được cái giai đoạn của cái tâm hộ kiếp. Chỉ trừ khi nào cái tâm hộ kiếp đó nó kéo dài trong một cái thời gian dài, chẳng hạn giống như là một người bị ngất xỉu, hôn mê, hay là trong khi chúng ta ngủ thì chúng ta mới thấy rằng là cái giai đoạn hộ kiếp đó là cái giai đoạn dài. Tức là, hay nói cách khác đó là khi đó mặc dù có tâm, nhưng mà thật sự là chúng ta không có nhớ nó bắt cái cảnh gì. Mặc dù nó vẫn có bắt cảnh, nhưng mà cái cảnh nó yếu đến mức độ mà chúng ta, trong lúc mà chúng ta ngủ thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết cái gì hết, hay là trong cái lúc mà chúng ta hôn mê. Thì cái việc thứ hai của của các cái loại tâm đó gọi là cái tâm hậu kiếp. Thì do vì cái tâm tục sinh, cái tâm hậu kiếp và cái tâm tử đó, là luôn luôn là cùng một loại tâm. Cho nên đó là các cái tâm nào làm cái việc tục sinh á, thì cái tâm đó nó cũng làm cái việc hậu kiếp. Và chúng ta ghi luôn cái thứ ba, tức là cái tâm tử. Là việc tử. Chú tí chích tá là việc tử.
cái tâm làm đệ tử thì giống như tôi vừa nhắc khi nãy, nó chỉ nha, chúng ta chỉ hiểu đơn giản nó là cái tâm cuối cùng của kiếp sống, mà cái tâm này nó cũng cùng loại tâm hậu kiếp và tục sinh, tức là tục sinh bằng cái tâm nào thì hậu kiếp bằng tâm đó và tử cũng bằng chính cái tâm đó. Như vậy thì chúng ta có ba việc làm của tâm, tức là tục sinh, hậu kiếp và tử. Cái thứ tư là việc thấy, thứ năm là nghe, sáu là ngửi, thứ bảy là việc nếm, thứ bảy, thứ tám là việc xúc chạm. Mấy cái này thì chúng ta dễ nhớ, tại vì nó chính là cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi cái tâm làm việc, mà cái tâm có thể làm được việc thấy đó, chỉ là hai cái tâm nhận thức, hai nhận thức tương tự như vậy thì cũng hai nhĩ thức, hai tỷ thức, hai thiệt thức và hai thân thức. Như vậy tất cả là chúng ta có 10, có 8 cái việc làm của tâm. Rồi cái việc làm thứ 9 là tiếp thâu. Thứ 8 là, thứ 9 là tiếp thâu. Thứ 10 là cái này tôi giống như cái tật tự này nó đổi lại. Tôi muốn là cái cái thứ tư là cái khai môn. Tại theo cái thứ tự này cho dễ nhớ. Dạ, cái thứ tư là khai môn. Để sửa lại các vị. Đây là cái thứ tự này. Dạ. Thứ tư là khai môn. Thứ năm là việc thấy. Thứ sáu là nghe. Bảy là ngửi. Tám là nếm. Chín là xúc chạm. Mười là tiếp thâu. Thứ 11 là quan sát. Là 12 là đoán định, viết luôn một lượt. Rồi 13 là động lực. Là 14 là 14 là na cảnh. Việc thấy, việc nghe, việc ngửi, việc nếm, việc xúc chạm. Thì cái này chúng ta dễ nhớ rồi. Còn khai môn á. Khai môn tức là khai là mở, khai môn là mở cửa. Khai môn á thì chúng ta có hai cái tâm làm cái việc khai môn, đó là cái tâm khai ngũ môn, là cái tâm này, và thứ hai là cái tâm khai ý môn. Cái tâm khai ngũ môn là cái tâm mở ra cho năm cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ
thức, thiệt thức, thân thức, mở cửa ra cho năm cái loại tâm này, gọi là cái tâm khai ngũ môn. Còn cái tâm khai ý môn là cái tâm mở cửa ra cho các cái tâm khác ngoài ra ngũ song thức, gọi là cái khai ý môn. Thì ở đây chúng ta dễ, chúng ta có cái thứ tự như thế này, chúng ta dễ nhớ. Trong 14 sự, tức là 14 cái việc làm của trong 14 cái việc làm của tâm á, thì chúng ta có cái tục sinh, hậu kiếp và tử, thì đó là ba việc làm khởi đầu, bình nhật và cuối cùng của trong đời sống. Rồi thứ hai nữa là chúng ta có cái tâm khai môn. Ở đây do vì nó có một chút liên quan trên cái chút liên quan lộ trình tâm. Cái dòng kích, cái dòng tâm thức của chúng ta đó, nó sanh diệt liên tục vậy nè. Từ khi có bắt đầu có cái tâm đầu tiên của kiếp sống, gọi là cái tâm tục sinh, thì từ đó về sau đó là cái tâm nó sanh khởi liên tục cho đến cái tâm cuối cùng của đời sống, gọi là cái tâm tử. Và nếu trong cái khoảng thời gian này mà chúng sinh đó, cái tâm của chúng sinh nó không có bắt cảnh ở bên ngoài, thì khi đó nó cái giai đoạn ở giữa này là luôn luôn là hộ kiếp, nó sanh liên tục. Và trong khi đó, đó nếu khi mà cái tâm của chúng ta bị một cái cảnh bên ngoài mà nó tác động vào, thì khi đó nó, cái tâm hộ kiếp đó, nó nhường lại cho những cái tâm khác. Cái tâm hộ kiếp có gọi là cái tâm chủ quan, và cái tâm khác bên ngoài sanh vào đó gọi là cái tâm khách quan. Có một ví dụ nổi tiếng, đó là cái ví dụ của một người đang ngủ. Cái hình ảnh của trái xoài, tức là khi một người đang ngủ dưới gốc xoài đó, thì ông ta thấy rằng là ông ta nghe một cái tiếng động và trái xoài nó rụng. Và khi mà cái trái xoài nó rụng á, thì ông ấy mở mắt ra. Thì ví dụ giống như là cái tâm của chúng ta, ví dụ giống như là khi mà không có cái tâm khách quan ở bên ngoài sanh vào, chúng tôi ví dụ như là khi chúng ta đang ngủ mình không biết gì cả bên ngoài hết, nhưng do vì có một cái tiếng động quá lớn á, thì khi đó nó cái tâm khai, do vì cái tiếng động đó nó tác động vào cái căn của chúng ta, tức là cái tai. Và khi mà nó ảnh hưởng cái sắc pháp mà bị dao động như vậy đó, thì nó ảnh hưởng cái tâm pháp, lập tức là cái tâm khai ngũ môn nó mở ra, cái tâm khai ngũ môn nó sanh lên, cái tâm khai ngũ môn, dạ, cái tâm khai ngũ môn mình sanh lên. Khi mà cái tâm khai ngũ môn nó sanh lên đó, thì nó mở cửa cho một trong năm căn, tức là ví dụ giống như một cái tiếng động lớn đó, thì cái tâm tiếp theo là cái tâm nhị thức. Cái tâm nhĩ thức này nó sanh lên, nó ghi lại cái hình ảnh. Và khi mà tâm nhĩ thức sanh lên, thì tiếp theo đó là cái gọi là cái tâm tiếp thâu. Tâm nhĩ thức sanh lên, nó rồi cái là cái tâm tiếp thâu. Tâm tiếp thâu là nó tiếp nhận cái cảnh mà cái tâm nhĩ thức vừa ghi nhận. Rồi khi mà nó tiếp nhận cái cảnh xong đó, là cái tâm tiếp theo sanh lên, nó gọi là cái tâm quan sát. Rồi hết, khi mà cái tâm quan sát đã xem xét kỹ rồi, nó có cái tâm gọi là cái tâm đoán định. Ồ, hồi nãy tôi dạ phải đoán định. Rồi khi mà đoán định rồi đó, thì bắt đầu nó mới xử lý. Thì được ví dụ giống như là một người đang ngủ đó, thì nghe một cái tiếng động lớn, thì ông mở mắt ra. Thì ví dụ giống như là cái tâm khai ngũ môn đó, là ông mở ra. Thì khi đó nhãn thức sanh vào, và khi mà nhãn thức nó ghi nhận cái trái xoài, thì khi đó ông mới nhặt trái xoài lên. Được ví dụ giống như là cái tâm tiếp thu. Và sau khi mà ông nhặt cái trái xoài lên đó, thì ông mới quan sát
xem cái trái xoài đó nó như thế nào, tức là trái xoài còn ăn được hay không ăn được, hay trái xoài còn sống hay trái xoài chín, đó là cái sự quan sát. Quan sát xong á là cái tâm thứ, cái tâm kế tiếp về cái tâm đoán định. Cái tâm này chính là cái tâm khai ý môn. Khai ý môn làm việc đoán định. Khai ý môn nó có hai việc làm, một là nó mở cửa cho cái lộ ý, hay là nó làm cái việc đoán định. Thì khi mà cái tâm khai ý môn nó sanh lên đó, là nó đoán định, tức là nó xác định đó, cái trái xoài này ăn được. Rồi cái giai đoạn kế tiếp đó gọi là cái động lực. Động lực tức là cái giai đoạn xử lý. Thì cái giai đoạn này nó là một cái giai đoạn quan trọng, là bởi vì cái thiện hay là cái ác nó nằm ở cái giai đoạn động lực này. Tức là những cái tâm mà cái tâm bất thiện á, và hay là những cái tâm thiện á, thì sau khi nó trải qua một cái quá trình là cái tiếp thu quan sát đoán định á, thì khi đó nó cái tâm gọi là cái tâm động lực hay là cái tâm làm việc xử lý cảnh á, thì nó sanh lên. Và nếu một người nào mà có cái phiền não nhiều thì tùy theo cảnh, nếu đó là cái cảnh tham thì nó khởi lên cái tâm tham, nó cảnh sân thì khởi lên tâm sân. Một người đang tu tập một cái đề mục nào đó chuyên chú nó, thì khi mà gặp cảnh một nào đó nó, thì do vì cái thói quen hay là cái pháp môn đang tu tập một cách chuyên chú, thì khi đó cái tâm thiện nó khởi lên. Thì cái giai đoạn mà xử lý này đó thì gọi là giai đoạn động lực. Và cái na cảnh, chiếc na cảnh hay còn gọi là cái dư cảnh, dư cảnh tức là cái cảnh còn sót lại, hay chúng ta nó là cái dư âm vậy đó. Thì có những cái cảnh nó tượng nó quá mạnh á, thì khi mà cái tâm động lực nó xử lý cảnh nó rồi thì nó vẫn còn để lại cái dư cảnh cho cái tâm kế tiếp. Thì cái tâm, cái việc làm thứ 14 đó, tức gọi là na cảnh hay là dư cảnh, tức là cái việc làm mà còn do bị ảnh hưởng của cái tâm động lực khi mà xử lý cảnh đó, nó còn sót lại. Như vậy thì chúng ta có nói về cái việc làm hay là cái sự đó, thì tâm nó có tất cả là 14 sự. Sự đầu tiên là tục sinh, sự thứ hai hậu kiếp, và thứ ba là tử. Rồi cuối cùng kế tiếp là tâm nó còn có 5 cái việc làm cho 5 cái giác quan là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Cái việc kế tiếp đó là chúng ta là cái công việc là khai môn. Khai môn tức là cái tâm làm việc để nó mở cửa ra cho 6 cửa, là cửa nhãn, cửa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, hoặc là cửa ý. Rồi khi cái tâm khai môn nó mở ra rồi đó, thì sẽ có một trong những cái tâm như là cái tâm cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân, chụp cái ghi nhận cái cảnh. Rồi kế tiếp là tiếp thu quan sát, rồi đoán định, rồi động lực, rồi na cảnh. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy cái tiến trình cái tâm thức như thế này đó, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta dễ nhớ đến 14 cái việc làm của tâm theo cái trình tự mà cái dòng tâm thức của chúng ta diễn tiến. Sau này chúng ta học về cái lộ trình tâm đó, thì 14 sự này nó càng dễ nhớ hơn. Còn bây giờ do vì nó có liên quan thì chúng ta chỉ nhắc sơ qua thôi. Thì trở lại đó, cái gọi là cái tập yếu hiệp á, tức là cái sự phân loại các pháp theo một cái khía cạnh quan trọng nào đó. Chẳng hạn giống như thời chúng ta học về phân theo người, phân theo cõi, phân theo việc làm, phân theo cảnh, phân theo nhân. Thì trong những cái phân loại này nó có những cái phân loại rất là quan trọng để sau này chúng ta học ở các cái phần cao hơn. Và do vậy các cái bài giảng đó, thì các ngày có những cái phân loại, và ngày hôm nay là chúng ta học về ba cái phân loại. Phân loại đầu tiên đó là phân loại về thọ, phân loại thứ hai đó là phân loại về nhân, và cái phân loại thứ ba đó là phân loại về sự.
Thì bài học ngày hôm nay chúng ta chỉ học bao nhiêu đây thôi. Còn lại đó thì chúng tôi để cho các vị có câu hỏi. Dạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng con kính chuyên sư đã giảng dạy rất dễ hiểu ạ. Bây giờ xin mời quý Phật tử có câu hỏi, đặt câu hỏi với sư ạ. À, dạ mời Phật tử Chi iPad ạ. Dạ, dạ kính thưa sư ạ. Dạ. Dạ cho con có câu hỏi là hồi nãy con không có hiểu cái chỗ mà sư nói là dạ tâm tái tục. Dạ. Thì nó là việc tục sinh cho một cái sống mới, thì nó là vừa làm việc tục sinh rồi nó là tâm hồn kiếp và nó là dạ. Tâm tử cuối cùng luôn. Dạ. Vậy thì tâm tử đó rồi tâm tục sinh của kiếp sống sau nó có nó khác nhau nữa hay là nó lại tiếp tục nữa? Dạ tất nhiên là khác nhau cô. Yeah. Có khi là nó giống mà có khi là nó khác. Bởi vì sau này chúng ta học về cái phần người á, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm bắt đầu kiếp sống nó là do cái nó là cái quả của cái thiện và cái ác ở trong cái đời bình nhật trước. Và yeah. Nếu mà ở trong cái đời bình nhật trước một chúng sinh á, mà tạo nhiều cái việc ác á, thì nó cho vô số cái tâm quả bất thiện, và trong đó có cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện. Và do vì cái nghiệp lực đó cho nên khi mà một chúng sinh mà kết thúc một cái đời sống cũ á, đời sống đang sống đó, thì khi đó nó sẽ bắt đầu một cái đời sống mới. Nó tùy theo cái thiện và cái ác mà nó bắt đầu bằng một trong 19 tâm tái tục nào. Nếu mà là cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện đó, là chúng sinh đó là sinh vào cái cõi khổ. Còn nếu mà là cái tâm quan sát họ xả quả thiện á, thì chúng sinh nó sinh vào cái cõi người hoặc là cái cõi tứ đại thiên vương, cõi thấp, nhưng mà cũng là cái cõi vui chứ không phải cõi khổ. Tuy nhiên là chúng sinh đó là do vì cái sanh bằng cái tâm vô nhân, cho nên chúng sinh nó sinh ra đời trong những hợp giống như là những người mà thiểu năng thiểu trí vậy đó. Dạ. Cho nên nó chỉ giống nhau là cái tâm tục sinh đầu của kiếp sống và cái tâm cuối cùng của kiếp sống đó là cùng một loại tâm chứ không phải là một tâm. Nhưng mà bắt đầu cái kiếp sống sau đó, thì cái đó là một giai đoạn khác. Dạ. Dạ con hiểu. Dạ con xin cho con hỏi thêm là dạ. mình có làm việc tục sinh bằng 19 tâm quả. Dạ. Thì dạ. 20 tâm quả siêu thế không có làm việc tục sinh ạ. À. Vậy những cái vị mà đắc sơ ngũ quả, tam quả thì tục sinh bằng tâm gì ạ? À? Dạ, cảm ơn. Cái khi mà một vị thánh hữu học á, thì nếu mà các ngài không có chứng thiền thì các ngài sẽ tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí. Dạ. Còn mà nếu mà các ngài chứng thiền á, thì tùy theo cái tầng thiền mà các ngài chứng đó, thì sẽ có cái tâm quả tương ứng. Còn cái tâm siêu thế đó thì tuyệt nhiên nó không có cho cái quả tái tục, bởi vì cái tâm đó là cái tâm cắt đứt cái dòng sinh tử. Dạ. 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 Dạ mô Phật con xin kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ bây giờ xin mời Phật tử Tuyết đặt câu hỏi với sư ạ. Xin mời Phật tử Tuyết ạ. À. Dạ con thưa sư ạ. Dạ con thưa sư. Dạ con muốn hỏi sư. Alo. Dạ hơi nhỏ quá thưa cô, nhỏ quá. Dạ. Sư đã nghe được chưa ạ? Dạ, thưa sư. Dạ, nghe. Dạ, không nghe được cô. Dạ, thưa sư là sư đã nghe rõ được chưa ạ? Dạ, cũng tương đối mà hơi nhỏ. Dạ. Dạ. Con thưa sư, con muốn hỏi sư là các vị phạm thiên mà ở cõi vô tưởng thiên đấy ạ,
Yeah. Thì các vị đó là chỉ có sắc uẩn thôi chứ không có danh uẩn. Yeah. Thì không biết là các vị đó bắt đầu kiếp sống như thế nào, duy trì kiếp sống như thế nào và kết thúc kiếp sống ở cõi đó như thế nào ạ? Con cũng thắc mắc về việc đó. Dạ, dạ, trong suốt cái khoảng thời gian đó không có tâm. Dạ. Dạ, không có tâm là do về cái năng lực của ngũ thiền. Và do cái năng năng lực của ngũ thiền tác động mà vị đó có một cái ý nguyện như vậy, mà chỉ có năng lực thiền nó mới có thể làm cái tâm nó gián đoạn trong một cái thời gian. Thì nó có hai cái trường hợp mà cái tâm gián đoạn đó là trường hợp ở cái cõi bình thường như là cái cõi nhân loại đó, cái cõi mà lẽ ra có tâm đó, thì chỉ muốn làm cho cái tâm gián đoạn đó đó thì phải là một vị thánh A-la-hàm trở lên, tức là tam quả trở lên, cộng với cái khả năng thiền định, là cái khả năng thiền định ngũ thiền hoặc là phi tưởng hoặc là vô sắc. Còn nếu không phải, nếu mà không phải là trường hợp của một chúng sinh hữu tâm đó, thì chỉ có thể là cái vị đã chứng ngũ thiền và vị đó vì cái năng lực của thiền định đó, vì đó có cái tâm nguyện đó là chấm dứt cái tâm ở trong đời sống sau. Thì cái đời sống của chư vị Phạm Thiên Vô Trưởng đó, thì sau khi mà vị này tâm tử sinh lên ở một cái kiếp nào đó, ở cái kiếp ở trong cái cõi nào đó như là cái cõi người, thì khi đó trong suốt cái khoảng thời gian đó là trong suốt khoảng thời gian trong cõi vô tưởng là không tâm. Dạ. Thế thì khi kết thúc kiếp sống đó như thế nào ạ? Kiếp sống nó không có, không cũng không tâm, chỉ có bắt đầu cái tâm tục sinh ở trong cái đời sống kế tiếp nữa. Trong cái suốt khoảng thời gian cái cõi vô tưởng đó, cái cõi không tâm cô. Nhưng mà theo như con hiểu thì là muốn kết thúc một đời sống thì phải có tâm tử sanh lên ạ. Thế thì có tâm tử không... chỉ có tâm tử, chỉ có cái trường hợp duy nhất đó là của chúng sinh hữu tâm mới có tâm tử được. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Đức Minh Ngạn lên đặt câu hỏi với sư ạ. Con hỏi sư nghe rõ không ạ? Dạ rõ. Dạ sư cho con hỏi, trong trường hợp mà ví dụ mình đang chạy xe rồi mình thấy một cái gì đó nó bất chợt nó nhào ra, rồi mình sẵn thắng xe gấp lại, thì khi mà ngay kết thời điểm mình thắng xe gấp rồi mình bị té xuống á, thì khi đó mình không nhớ không biết gì hết cho đến khi mình thấy mình bị thương mình đứng dậy luôn á, thì lúc đó mình mới biết nhận biết được sự việc á. Thì khi mà lúc mà từ lúc mình thắng lại đến lúc mình té thì cái tâm gì làm việc lúc đó, mà tại sao mình lại không biết không nhớ gì hết vậy sư? Cái đó cũng khó nói, bởi vì khi mà mình té xuống á, là không phải trong trường hợp nếu mà bất tỉnh á, nếu mà mình bất tỉnh thì khi đó là cái thời gian mà bất tỉnh nó chỉ còn cái tâm hộ kiếp thôi. Còn mà nếu mà do vì cái cảnh nó quá nhanh mà các căn của mình nó không có nhận kịp, thì khi đó nó cũng có những cái tâm khách quan khác. Ví dụ giống như là khi đó là do vì nó diễn tiến quá nhanh, cho nên là dù cho mình có chạy xước nhưng mình không có cảm giác là mình đau đớn. Như vậy là khi đó là cái thân thức là do vì nó không có có gặp được một cái cảnh đủ rõ ràng để cái thân thức nó nhận biết rằng là cái thân của mình nó đang bị thương tích. Nhưng mà khi đó là không có thân thức nhưng có thể có cái tâm khác. Còn mà nếu mà ở trong một cái tình huống mà như tôi vừa nói là khi mà bất tỉnh á, thì khi đó mới xác định được cái tâm hộ kiếp. Còn trường hợp của một người tỉnh táo đó thì nó vô chừng có thể có cái tâm này, có thể có tâm kia, chẳng hạn giống như lúc đó họ khởi lên tâm sân do vì họ sợ hãi hay là chi đó. Dạ không, có nghĩa là trường hợp này vẫn tỉnh táo, không có bất tỉnh sư, nhưng mà có nghĩa từ cái khoảng thời gian mà mình bóp thắng cho tới lúc mà mình đứng dậy mình đi vô trong lề đó, thì khi mà mình đứng dậy mình mới biết nhận biết được. Còn cái lúc mà mình té xuống mình bị như thế nào, mình như thế nào, lúc đó là nó giống như là một cái trạng thái nó vô thức mà mình quên luôn, mình nhớ không có nhớ được một cái gì, không biết được một cái gì trong khoảng thời gian đó sư. Mình hành động một cách vô thức đó. À, cái vô thức mà ở bên ngoài nói nó khác với cái hữu phần trong vi diệu pháp, bởi vì cái vô thức á là đôi khi chúng ta không có
lúc đó mình không có kỹ, không có đủ để mình nhớ, nhưng mà trong viên pháp nó cũng có thể khi đó nó cũng có cái tâm khách quen, chứ không có, không phải hoàn toàn là vô thức, nhưng mà do vì nó diễn tiến quá nhanh. Thật ra mà nói đó thì cái khi mà cái tâm pháp nó sanh, nó sanh diệt liên, nó sanh diệt với cái tốc độ mà ở trong kinh nói rằng là nó sanh diệt nhanh hơn là cái sắc pháp 17 lần. Và ví dụ giống như bây giờ Minh Ngạn còn trẻ mà chúng ta có học về mấy cái điện toán thì chúng ta biết rằng là giống như là trong cái lớp học này tôi giảng bài và cái âm thanh đó mà đến cái tai của các vị nghe được đó, là nó qua một những cái quá trình xử lý vô cùng là phức tạp, có thể nói rằng là hàng triệu cái phép tính để xử lý những cái ký hiệu âm thanh đó. Nhưng mà do vì nó làm việc quá nhanh cho nên là chúng ta có cảm giác rằng là mình nói chuyện một cách tự nhiên giống như là thực tế, nhưng mà thật ra thì về cái phương diện về cái trong điện toán đó thì nó đã xử lý rất là nhiều ở trong đó, kể cả những cái hình ảnh mà chúng ta đang nhìn ở đây đó, thì cái bộ vi xử lý nó cũng làm việc với một cái tốc độ kinh khủng mà mình không biết được. Thì đó là mình nói về cái phương diện vật chất mà nó còn như vậy. Hơn nữa ở đây là cái vấn đề là cái tâm pháp mà nó phức tạp, và mình học ở đây đó là mình học về cái công thức như vậy, còn không có, không phải là trong cái trường hợp nào mình cũng có thể mình biết được hết, và có những trường hợp là chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết được. Ví dụ giống như là tuy rằng mình vẽ cái lộ trình tâm là có bao nhiêu cái sở hữu nó sanh như vậy, nhưng mà cái tâm chúng ta chỉ nhận biết được đó là khi cái lộ trình tâm đó nó sanh hàng triệu lần á, thì mình mới có thể mình nhận được, chứ còn mà chỉ có một vài lộ trình tâm thoáng qua nó thì hoàn toàn mình không có khả năng mình nhận thấy, vì nó rất là nhanh. Thì ở đây sư cũng không biết, không cũng khó nói, khó trả lời được rằng là khi mà mình làm việc một cách giống như một cái phản xạ tự nhiên như vậy đó là cái tâm như thế nào, bởi vì nó cũng vô chừng, có khi đó thì có tâm người này thì nó không giống người kia. Thì sau này khi mà chúng ta học về cái lộ trình tâm đó, thì mình hiểu cái công thức như vậy thì tự mình xét thấy rằng là khi đó có thể mình có cái tâm trạng nào đó thôi. Giống như là mình học hành ngành y như vậy, mình biết rằng là ở trong cơ thể của mình nó là lúc nào nó là cái lượng máu của chúng ta nó cũng lưu thông, rồi những cái kinh lạc thì nó cũng đều làm việc hết, nhưng mà đâu phải là cơ thể của chúng ta có thể theo dõi được cái dòng máu nó lưu thông như thế nào. Mình biết là biết cái lý thuyết là qua các cái thử nghiệm thì, khoa học thì mình biết vậy thôi, chứ còn bình thường thì mình cũng không biết được. Thì mình học ví dụ pháp cũng vậy, là mình biết là biết công thức như vậy thôi, chứ không phải là bằng các cái giác quan của mình có thể thấy. Dạ vâng, con hiểu rồi, con cảm ơn sư. Dạ xin mời Phật tử Tâm Nguyễn. Dạ thưa sư, con kính đến lễ sư. Thưa sư, con muốn hỏi sư là trong cái 14 cái sự việc làm đó, và cái 14 cái nó đi một tiến trình như vậy, khi nó đến na cảnh xong rồi nó sẽ trở lại cái dòng hộ kiếp, hay là nó đi cái tâm tử sư, nó cũng như là khi nó làm một cái việc như giống như bây giờ mình đang sống, những cái sự việc mình thấy nó làm hết cái một cái sự 14 việc đó, vậy thì after that là nó trở về là cái tâm hộ kiếp mình, rồi nó sẽ làm việc again, giống ở lại như vậy phải không sư, hay là sao, xin sư giải thích cho con lại cái đó. Do vì hồi nãy thư giãn như vậy để cho các vị dễ nhớ, ở đây chỉ nhằm mục đích là duy nhất là dễ nhớ cái 14 việc làm của tâm, cho nó trình bày cái giống như cái lộ trình tâm như vậy để cho các vị thấy được cái thứ tự trước sau như vậy cho mình dễ nhớ. Nhưng mà thực tế về cái lộ trình tâm là có những cái tâm là nó không có theo đúng cái tiến trình đó, có khi là nó chỉ tới cái động lực và nó không có cái na cảnh. Rồi có những cái tâm là cái động lực đó là nó chỉ có 5 chứ không phải là 7. Nhưng mà do vì hồi nãy tôi trình bày để cho các vị dễ nhớ cho nên là tôi cố gắng cố ý là tôi viết theo một cái thứ tự của diễn tiến của lộ trình tâm, ngay cả viết
cái khai môn tôi cũng cố gắng là tôi để trước cái năm cái tâm ngũ song thức, làm cái việc thấy nghe ngửi nếm nếm xúc chạm để cho các vị dễ nhớ bài thôi, chứ còn mà ở đây thì chưa phải là một cái lộ trình tâm. Còn cái lộ trình tâm của chúng ta đó, thì khi một tâm sanh lên trong một cái thời gian ở trong kinh, ví dụ như là một thời gian ngắn ngủi như là một cái thời gian mà gian ta búng ta tay á, thì cái lên nó hàng rồi. Dạ. Thì các vị ở đây á, chỉ có nhớ là tâm nó có 14 cái việc làm như vậy, và cái thật tự á, thì nó cũng gần gần giống như hồi nãy tôi vẽ cho các vị, để cho các vị dễ nhớ bài. Còn mà cái thật tự mà chính xác á, thì sau này chúng ta phải học ở trong cái lộ trình tâm. Còn mục đích ở đây á, là tôi chỉ muốn cho các vị nhớ cái 14 sự thôi. Lẽ ra đó thì cái tâm, cái sự, cái làm việc tử cuối, tôi để cuối cùng, nhưng mà do vì cái tục sinh hồn kiếp và tử nó cùng một loại tâm, cho nên tôi để chung cho những quyển sách đó, thì người ta để cái tâm tử là ở cái công việc cuối cùng. Dạ con dạ, hiểu rồi sư. Dạ. Con cảm ơn sư. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của quý đạo hữu Phật tử Tuyết Ngọc ạ. Được hỏi là: con xin hỏi từ tục sinh đến tử khoảng giữa là tâm hộ kiếp. Vậy tâm hộ kiếp có thay đổi thiện ác không thưa sư, hay phải chịu tục sinh mãi đến tâm tử? Dạ hết. Dạ cái tâm hộ kiếp đó, nó cùng một loại tâm với cái tâm tục sinh, và nó cùng loại tâm với cái tâm tử. Và do vậy một chúng sinh nào đó mà tục sinh bằng cái tâm, ví dụ như là cái tâm vô nhân quan sát thọ xả quả bất thiện, như là cái loài cầm thú, thì trong suốt cái khoảng thời gian kiếp sống của một cái loài thú đó thì nó không có trí tuệ được, là bởi vì nó bị ngăn ngại rất là nhiều thứ, mà trong đó nó là nó bị ngăn ngại do việc cái tâm tục sinh đó, nó bằng cái tâm tục sinh vô trí, cho nên nó không có thể nào mà cái tâm đó nó làm nền tảng khi mà nó có vai trò hộ kiếp. Vì là cái tâm tục sinh và cái tâm hộ kiếp cùng một loại tâm, cho nên nếu mà tục sinh bằng cái tâm vô trí, tức là cái tâm ly trí đó, thì cái hộ kiếp cũng là cái tâm ly trí. Và do vì cái tâm hộ kiếp bằng cái tâm ly trí đó, nó khó có làm cái nền tảng cho các cái tâm khách quan ở bên ngoài mà cái tâm hợp trí sanh lên. Và nếu có thể làm được đó, thì lại là cái trí tuệ nó không có mạnh. Cho nên là ở đây là một chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm, mà cái tâm nào đó thì trong suốt cái đời mình nhật đó, nếu không có cái tâm khách quan bên ngoài sanh vào đó, thì chúng sinh nó phải luôn luôn phải cùng một loại tâm nó được một. Dạ con cảm ơn sư. Mà thưa sư, con hỏi tiếp nè. Như sư nói là tục sinh thì đến tử thì ở có cái tâm hộ kiếp. Như vậy con thưa sư, thí dụ như trong cái quá trình mà cái tâm hộ kiếp đó, mình gặp được cảnh không, thí dụ như gặp không gặp được là thiện nhân, không được gặp minh sư, mà mình làm những cái việc ác, mà thì những cái hành động đó mình không có thể mà thay đổi được cái tâm hộ kiếp của mình trong cái quá trình đến tâm tử sao thưa sư? Thì bắt buộc phải thay đổi chứ cô, đâu có giữ nguyên nó như thế này nè cô. Do vì cái bài học ngày hôm nay nó chỉ là cái bài học nói về cái 14 cái việc làm của tâm thôi, chứ không phải là cái tiếng chúng ta học về lộ trình tâm. Cho nên cũng hồi nãy tôi không có nói về cái lộ trình tâm, là khi mà cái tâm đầu tiên của kiếp sống này là tâm tái tục, thì khi đó nó là cái tâm hậu kiếp đó, nó sanh liên tục. Và khi nào có cái tâm bên ngoài tác động vào đó, thì cái hộ kiếp nó dừng lại, nó nhường cho cái tâm khác sanh lên. Rồi khi các cái tâm đó nó ở vi pháp thường các ngày ở Việt Nam gọi là cái tâm khách quan đó, khi tâm khách quan nó hết rồi đó, thì tiếp tục là cái tâm hộ kiếp. Thì cái tâm hộ kiếp đó, nó chỉ có mặt khi nào không có cái tâm khách quan thôi. Tức là thí dụ như là bình thường như vậy đó, mình không có thấy cái cảnh sắc đó, thì không có nhãn thức. Nhưng mà khi mà có cái cảnh sắc tác động vào á, thì cái tâm nhãn thức sanh lên, thì khi đó là cái tâm hộ kiếp nó dừng lại, và nó nhường lại cho cái tâm nhãn thức để tiếp tục quan sát.
rồi đoán định, rồi các cái tâm thiện hoặc là bất thiện. Thì khi mà cái tâm thiện hay bất thiện sanh lên làm cái việc động lực rồi đó, thì sau đó nếu tâm mạnh đó, thì nó có na cảnh, còn không đó, thì nó rơi lại trở lại hồn kiếp. À, chứ không có thể nào mà một chúng sinh mà sinh ra đời cho đến khi mà tử là chỉ có một cái tâm hồn kiếp hết. Nhưng mà do vì cái tâm hồn kiếp là một cái tâm mà nó sanh nhiều nhất, bởi vì nó là cái giai đoạn mà nói vào giai đoạn duy trì của kiếp sống. Hồi nãy tôi có ví dụ cái phone á, là giống như là cái phone mình sạc pin đầy, và khi nào mình không dùng á, thấy cái phone nó tắt đó, nhưng mà nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái sẵn sàng, tức là nó vẫn giữ cái kết nối liên tục chứ nó không gián đoạn. Nếu mà có ai nó gọi vào thì cái phone nó vẫn mở ra. Thì khi mà cái phone mà khi mà chúng ta không dùng á, nó giống như là cái giai đoạn của cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm hữu phần. Còn khi mà chúng ta dùng á, thì nó giống như là khi đó nó là nó nhường lại cái công việc, giống như là chúng ta xem phim hay là chúng ta nói chuyện vân vân, thì khi đó là nó nhường lại cho cái công việc làm. Thì cũng như là cái dòng tâm thức của chúng ta đó, nếu mà không có cái cảnh ở bên ngoài tác động vào đó, thì khi đó là cái tâm hữu phần. Và khi mà có cái cảnh bên ngoài tác động vào đó, thì cái tâm hữu phần nó dừng lại, nó nhường cho cái tâm khác. Tùy theo cái cảnh đó là cái cảnh gì và cái thái độ chúng ta xử lý cái cảnh đó ra sao, thì nó sẽ có cái tâm khác như là thiện hoặc là bất thiện. Dạ. Vì phần này các vị cũng không có... cũng không có ngại lắm, là bởi vì ở trong 14 sự này hay là 14 việc làm thì chúng ta chỉ học về trong cái tâm thì nó có một 14 cái công việc làm như vậy thôi. Đó là cái bài học ngày hôm nay. Còn mà cái quá trình mà sinh diễn của nó như thế nào đó thì đó là cái phần lộ trình tâm. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của quý Phật tử Thanh Nguyễn. Yeah. À, dạ con xin đảnh lễ sư cả, cho con xin phép hỏi ạ. Tục sinh bằng tâm nào thì khi tử bằng tâm đó, con chưa hiểu lắm ạ. Và vì con có đọc và con được hiểu là khi mình chết với tâm tham sân si thì sẽ bắt cảnh xấu. Dạ hết ạ. Thứ nhất tôi đính chánh lại, không phải tục sinh bằng tâm nào tử bằng tâm đó, bởi vì cái tâm nó sanh liên tục. Cho nên ở đây chúng ta phải nói rằng là cái tục sinh, hộ kiếp và tử nó cùng loại tâm chứ không phải là một tâm. Và cái thứ hai là khi mà trong kinh nói đến cái gọi là cái cận tử nghiệp, là tính cái giai đoạn động lực cuối cùng của kiếp sống chứ không phải là cái tâm cuối cùng. Và cái tâm cuối cùng đó, cái là cái tâm tử đó, là luôn luôn đó, là cái tâm quả chứ không có thiện, không có bất thiện. Mà ở đây là người ta nói theo cái công việc làm cuối cùng của mình. Ví dụ giống như là trước khi chết là làm cái việc ác, cái tâm bất thiện tới lên hay là việc thiện, thì đó là nói cái giai đoạn động lực cuối cùng chứ không phải là nói cái tâm cuối cùng. Thì chúng ta học cái diệu pháp thì chúng ta sau này học cái trong cái tâm lộ trình tâm thì chúng ta thấy rằng là cái tâm cuối cùng là nó không, dù là người đó chết bằng cái bằng một trước khi chết bằng một cái cảnh tượng sợ hãi hay là cái chi nữa, thì cái tâm cuối cùng của đời sống nó vẫn cứ là cái tâm quả chứ không có thiện hay là bất thiện. Các vị còn có câu hỏi không ạ? Dạ, thưa sư, con có học một câu hỏi. Dạ. Dạ. Con hỏi thêm một câu. Dạ. Thì những cái tâm quả là vị tế tục, thì những cái tâm quả sắc giới và vô sắc giới cũng là tử và tế tục và hậu kiếp luôn à? Tâm đảo đại ấy, nó không có khác với lại quả của tục giới à? Dạ phải, nhưng mà cái cảnh bắt thì khác nhau. Yeah. Cái tâm á, mặc dù á, cái bình ví dụ như thế này, mặc dù cái lúc mà chúng ta ngủ á, thì chúng ta không biết gì hết, nhưng mà thật ra cái tâm nó cũng có bắt cảnh, nhưng mà nó bắt cảnh một cách mờ nhạt. Yeah. Thì riêng mà cái tâm dục giới đó thì cái cảnh nó khác với cái tâm đấu đại. Cái tâm quả đấu đại đó là nó bắt cảnh mờ nhạt đó, nhưng mà cảnh mờ nhạt đó chính là cái cảnh thiền mà họ đã chứng này, họ khi mà họ tu thiền các cái tâm thiền thiện. Ví dụ giống như là họ chứng bằng cái tâm thiền, họ chứng sơ thiền bằng cái tứ vô lượng tâm, một trong bốn vô lượng tâm.
thì cái cảnh của cái tâm quả đó nó sẽ là một trong bốn cái cảnh của vô lượng tâm. Nhưng mà riêng mà đối với cái tâm đại quả, tâm dục giới đó, thì nó khác. Còn mà cái việc làm á, thì cái tâm của cái tâm quả của cái tâm quả đáo đại đó, thì nó cũng làm những việc như tục sinh hoặc kiếp và tử, giống như là cái tâm quả dục giới. Nhưng mà ngoài ra đó thì cái tâm quả dục giới đó nó còn có làm những cái việc khác, chẳng hạn giống như là làm cái việc na cảnh. Ngày bữa sau thì chúng ta học chi tiết hơn. Dạ. Dạ mô Phật, dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Kính tri ân sư ạ. Dạ thưa sư, hiện giờ lớp không thấy có Phật tử nào có đặt câu hỏi nữa. Dạ dạ. Nếu mà chúng ta không còn câu hỏi nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Chúc các vị ăn vui. Và dạ. ngày chủ nhật vào giờ này đó. Dạ, vào giờ này đó thì chúng tôi có mở lại cái đêm để cho một vài Phật tử có câu hỏi đó. Thì nếu mà các vị nào mà thấy có nhiều câu hỏi thì chúng ta cũng có thể vào ngày chủ nhật. Dạ, và chúc tất cả ăn vui. Sa thu, con kính tri ân sư ạ. Sa thu. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, chào các vị.